trong các cái hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, đặc biệt là những cái hợp đồng mà mua bán những căn hộ mà giá rẻ thì tầm khoảng hơn 1 tỷ hoặc là tỷ rưỡi 2 tỷ một căn hộ, thì đấy là những căn hộ giá rẻ. Thì những căn hộ này thì thường là những cái hợp đồng, cái đối tượng mua là những người thu nhập thấp, những người mà đang còn khó khăn, cho nên là cái sự lựa chọn của họ cũng không có nhiều sự lựa chọn. Thứ hai là sự hiểu biết về pháp luật cũng như kinh nghiệm trong việc giao dịch bất động sản họ cũng chưa nhiều. Mà cái hợp đồng thường là hợp đồng đánh máy sẵn của bên chủ đầu tư đưa ra, và gần như là cái người mua họ không có cơ hội để mà thỏa thuận về cái nội dung hợp đồng. Trong khi đó pháp luật quy định rất rõ là hợp đồng là cái sự thỏa thuận giữa các bên để xác lập các quyền nghĩa vụ của mình, thì trong đó cái hợp đồng đấy hoàn toàn có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế sang theo các điều khoản mà trên cơ sở luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở và theo cái thỏa thuận thực tế giữa hai bên. Như vậy là trong cái trường hợp này thì tôi nghĩ là những cái người dân, những cái khách hàng, những công dân, những cái gia đình mà mua cái căn hộ này cần phải xem lại cái hợp đồng mà mình đã ký kết với chủ đầu tư, để xem là trong hợp đồng đấy quy định là mình được quyền cái quyền như thế nào và được thực hiện phải thực hiện nghĩa vụ như thế nào. Còn thông thường trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thì có quy định rất rõ các quyền nghĩa vụ, trong đó cơ bản là quyền thì quyền của cái bên người mua là quyền được nhận nhà theo đúng cái thời hạn, quyền được nhận theo đúng cái diện tích nhà đã thỏa thuận mua bán, quyền được nhận cái nhà theo đúng đảm bảo cái chất lượng cam kết ban đầu của chủ đầu tư, và cái việc thanh toán thì theo cái số tiền mà hai bên đã ấn định với nhau, và quyền được hưởng các cái dịch vụ, các tiện ích kèm theo với căn hộ đó, quyền được hưởng cái chế độ bảo hành bảo dưỡng cái tòa nhà đó, quyền được tham gia có ban quản lý tòa nhà để cùng quản lý điều hành trong cái hoạt động đó, và đặc biệt là còn cái quyền nữa là quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp chủ đầu tư mà giao nhà không đúng chất lượng, không đúng chất lượng, không đúng cái diện tích như là cái thỏa thuận ban đầu, và trong quá trình đó phát hiện ra những cái công trình, hạng mục công trình xuống cấp do lỗi kỹ thuật của phía bên chủ đầu tư, hoặc là có trường hợp là ăn bớt vật liệu hoặc là không đúng thiết kế, thì cái bên mua nhà hoàn toàn có quyền là yêu cầu chủ đầu tư phải khắc phục những hợp đó. Nếu không khắc phục mà gây thiệt hại thì có thể yêu cầu bồi thường. Còn nếu mà hai bên không giải quyết được với nhau thì những cái khách hàng mua nhà này hoàn toàn có quyền khởi kiện đến tòa án để quỹ pháp luật. Trong quá trình đó thì những cái khách hàng mua nhà nếu mà cái mức độ hiểu biết pháp luật cũng như là sử dụng pháp luật ở cái mức độ hạn chế thì có thể tìm đến các chuyên gia pháp lý, các luật sư, luật gia, những người hiểu biết pháp luật, người ta có thể sẽ tư vấn và làm các thủ tục, và người ta có thể thay mặt đại diện để làm việc với chủ đầu tư để đòi hỏi cái quyền lợi chính đáng của những người mua nhà.